Tiểu sử đáng kính của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Kính thưa cộng đoàn, sau đây chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng tìm hiểu về tiểu sử đáng kính của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt. Thân phụ của ngài là ông cố Tadeo Nguyễn Văn Sang, qua đời năm 1983, và thân mẫu là bà cố Maria Magdalena Nguyễn Thị Vàng, qua đời năm 1982. Ông bà cố là gia đình có truyền thống công giáo lâu đời. Gia đình di cư từ giáo xứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Tổng giáo phận Huế và định cư tại giáo xứ Thánh Nicola, Đà Lạt thuộc giáo phận Đà Lạt. Ông bà cố có 6 người con gồm 3 trai và 3 gái, ngoài Đức Hồng Y còn có 2 người chị đi theo con đường tu tập là nữ tu Mary Thánh Thể Nguyễn Thị Thọ, sinh năm 1923, mất năm 2016, thuộc Đan viện Cát Minh Sài Gòn, chị là bề trên tại đây từ năm 1971-1974 và 1977-1980. Nữ tu Maria Gleiser, thuộc dòng Thánh Phaolô, qua đời năm 1992. Năm 1958, ông bà cố được tòa thánh tặng huân chương hiệp sĩ. Ngày 26 tháng 10 năm 1949, cậu bé Nguyễn Văn Nhơn rời Đà Lạt nhập học tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp tiểu chủng viện, chủng sinh Nguyễn Văn Nhơn tiếp tục học tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt, là một trong số những chủng sinh khóa đầu của học viện này, 1958-1968. Năm 1968, ngài hoàn tất chương trình tại học viện này. Ngày 21 tháng 12 năm 1967, thầy phó tế Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được truyền chức linh mục tại giáo phận Đà Lạt bởi giám mục giáo phận là Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Sau khi được truyền chức, tân linh mục được bổ nhiệm làm giáo sư tiểu chủng viện Đà Lạt. Năm 1972, cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được chọn làm giám đốc đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm chánh sứ của nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Ngày 10 tháng 9 năm 1975, cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tiếp tục được chọn làm linh mục tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, tòa thánh loan tin Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt với quyền kế vị giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Tin tức được chính thức công bố tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 10 cùng năm. Ngày 3 tháng 12 năm 1991, lễ tấn phong cho tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được cử hành tại giáo phận Đà Lạt. Chủ phong trong thánh lễ là Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, giám mục chính tòa Đà Lạt. Hai vị giám mục phụ phong là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang và Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, giám mục giáo phận Phan Thiết. Tân giám mục Phêrô chọn khẩu hiệu Ngài phải lớn lên. Ngày 23 tháng 3 năm 1994, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kế nhiệm chức giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt vì Đức cha tiền nhiệm là Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được tòa thánh chọn làm giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Năm 1998, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tham gia Thượng hội đồng giám mục Á Châu và có phát biểu tại đây vào ngày 24 tháng 4. Với một cảm nhận tín ngưỡng bẩm sinh và với cuộc sống liên lỉ trong mối lo sợ bị các ác chúa và tà thần trừng phạt, nên họ cần phải dâng cúng những gì thuộc về mình để làm nguôi cơn giận của các vị thành phần những con người tốt lành của chúng ta đó. Một khi được học hỏi để nhận biết Thiên Chúa tối cao và thương xót là người cha và là đấng bênh đỡ, liền gắn chặt với Chúa và vĩnh viễn trung thành với người. Ngày 20 tháng 5 năm 1999, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tham dự với vai trò phụ phong trong lễ chuyển chức tân giám mục giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc. Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc là người kế nhiệm Đức cha Nhơn trong các cương vị giám đốc đại chủng viện Minh Hòa, chính sứ nhà thờ chính tòa Đà Lạt cũng như tổng đại diện giáo phận. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2000, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn công du Hoa Kỳ với nội dung chính là giao lưu và gặp gỡ với các tu sĩ tu hội tận hiến tại Bất Ổn Ru, tiểu bang Louisiana, nhân dịp tu hội này kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Hoa Kỳ. Các công tác khác bao gồm thăm các cựu chủng sinh Simon Hòa giáo phận Đà Lạt và hội ái hữu Đà Lạt. Rời Hoa Kỳ, Đức cha Phêrô thăm Đài Bắc trong vòng 3 ngày, theo lời mời của Đức cha Giuse Đi Cương, Tổng giám mục Tổng giáo phận Đài Bắc.
nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập giáo phận Đà Lạt, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ra thư mục vụ, điểm nhắc lại các sự kiện chính yếu của giáo phận và dặn dò các thành phần trong giáo phận chu toàn chuẩn bị cho năm thánh giáo phận sắp đến. Văn thư ấn ký ngày 17 tháng 11 năm 2000. Ngày 24 tháng 11 năm 2000, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh giáo phận Đà Lạt, đồng thời phong chức cho 3 linh mục trong giáo phận. Trong thời gian làm giám mục Đà Lạt, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thường dành ra các khoảng thời gian chống dịp Tết Nguyên đán để đến chúc Tết các giáo dân tại vùng kinh tế mới cũng như người dân tộc thiểu số. Ngài cũng đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, đồng hành cùng gia đình và các dân tộc thiểu số như lời Ngài đã hứa sau lễ tấn phong giám mục. Tháng 10 năm 2001, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tọa trong lễ tạ ơn của tân giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Tân giám mục Tiệm xuất thân là linh mục giáo phận Đà Lạt. Từ ngày 14 đến 23 tháng 1 năm 2000, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thuộc đoàn các giám mục Việt Nam thực hiện chuyến viếng thăm Eslimina. Tại đây, đoàn đã tiếp kiến Đức giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong 3 lần. Ngày 16 tháng 2 năm 2002, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành nghi thức làm phép nhà hài cốt nằm dưới chân tháp chuông nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma. Với tinh thần hiệp thông, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã tổ chức lễ cầu hồn cho cố Hồng Y tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Ngày 15 tháng 12 năm 2005, Đức cha Phêrô tham dự với tư cách giám mục phụ phong trong lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Giuse Võ Đức Minh, tân giám mục phó giáo phận Nha Trang. Thánh lễ được cử hành tại giáo phận Đà Lạt vì Đức cha Giuse Võ Minh Đức vốn xuất thân là linh mục giáo phận Đà Lạt và là linh mục giáo xứ chính tòa Đà Lạt. Chủ phong trong thánh lễ là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang, đồng thời là chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam khóa 9. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện đang là giám mục giáo phận Đà Lạt, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, làm tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội với quyền kế vị. Việc bổ nhiệm này cũng gây xôn xao trong giáo dân. Khi nhận được câu hỏi liệu Vatican có thay thế tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong sứ vụ tổng giám mục Hà Nội hay không, Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trả lời: Giám mục đương kim chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam là bậc đáng kính, hoàn toàn xứng đáng nhiệm vụ tổng giám mục. Tuy nhiên, chúng ta đã biết quá trình bổ nhiệm một giám mục khá phức tạp, phải thông qua nhiều bước. Một điều khá dễ hiểu, Tòa Thánh không thể nào làm một việc vô lý là bổ nhiệm tổng giám mục trong khi tổng giám mục đương nhiệm vẫn còn đó. Ngày 6 tháng 5 năm 2010, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn từ Đà Lạt ra Hà Nội, đi cùng ngài còn có giám mục phụ tá Hà Nội Lorenzo Chu Văn Minh, cùng các linh mục quản hạt Nam Định, sơ bề trên dòng bến thánh giá Hà Nội, sơ bề trên địa hạt Hà Nội, dòng thánh Phaolô. Phái đoàn đã vào đón ngài ở Đà Lạt một ngày trước đó. Về phía giáo phận Đà Lạt có 11 linh mục tháp tùng ngài. Đón ngài tại tòa tổng giám mục có Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng đông đảo nam nữ tu sĩ, chúng sinh và giáo dân. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2010, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, thánh lễ ra mắt phó tổng giám mục giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã được tổ chức. Trong khi giáo dân lo ngại sẽ có một sự thay đổi đối với vị giám mục giáo phận, đồng tế trong thánh lễ ra mắt có nhiều đức giám mục các giáo phận phía Bắc thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Ngoài ra, còn có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột đến Hà Nội giảng tĩnh tâm cho đoàn linh mục Hà Nội cũng tham dự. Đồng tế có hơn 150 linh mục từ các giáo xứ thuộc tổng giáo phận Hà Nội, đặc biệt là một số linh mục đến từ Đà Lạt. Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa và là phó chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, khi chúc mừng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong cương vị mới, đã nói rằng không thể phủ nhận được rằng việc bổ nhiệm này đã gây ra một số tranh cãi trong những ngày vừa qua. Có người bi quan cho đó là sai lầm của Tòa Thánh Vatican, là dấu hiệu của một Hội đồng Giám mục Việt Nam đang bị phân hóa, bị khuyên loát, thậm chí là một trang sử buồn cho Giáo hội Việt Nam và cách riêng cho Tổng giáo phận Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, người ta được nghe một vị giám mục lên tiếng, xác nhận một sự thật có liên quan đến quyết định của Tòa Thánh Vatican. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Tòa Thánh chấp thuận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt vì lý do sức khỏe, chiếu theo khoản số 401/2 của Bộ Giáo luật,
nên Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đương nhiên kế vị chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt khẳng định Ngài từ chức mà không bị áp lực nào hết và chính Ngài đã xin tòa thánh cho nghỉ. Mặc dù có dư luận cho rằng việc này Ngài bị áp lực của chính quyền Việt Nam và có thể cũng của cả Vatican. Cùng ngày, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt viết thư chia tay với giáo dân Hà Nội, trong thư có nhắc đến việc cộng tác với Đức Tân Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Tôi tin, với lòng quảng đại vốn có, anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được. Một lần giã biệt, nói mấy cho vừa, lời sau cùng của tôi là xin anh chị em hãy giữ gìn tình yêu thương hợp nhất. Tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức cha Phêrô như đã yêu mến tôi và sẽ cộng tác với Ngài như đã cộng tác với tôi. Ngài sẽ thay thế vị trí của tôi ở giữa cộng đoàn yêu thương của chúng ta để mạch yêu thương không bao giờ đứt đoạn. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, Đức giáo Hoàng Francisco loan báo tin vinh thăng cho 20 vị hồng y mới từ nhiều quốc gia, trong đó có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 5 tháng 1 năm 2015, Tòa giám mục Hà Nội ra thư thông báo về việc này, trong thư có đoạn, đây là một vinh dự và niềm vui lớn lao, không những cho Đức Tổng giám mục Phêrô mà còn cho Tổng giáo phận Hà Nội, cho hội thánh tại Việt Nam và cho đất nước chúng ta. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm và ưu ái của Ngài với giáo hội và đất nước Việt Nam chúng ta. Trả lời phỏng vấn America Magazine về tin vinh thăng tước vị Hồng Y, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho biết Ngài ngỡ ngàng khi nhận được tin tức này. Theo Ngài thì lúc này Ngài đã đến tuổi hồi hưu và đang chờ đợi quyết định chấp thuận từ Tòa Thánh. Đức Hồng Y cho biết Ngài đón nhận biến cố này vì là con người của giáo hội và trong tinh thần giáo hội. Sau khi tin tức thăng Hồng Y cho Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được công bố, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đại diện Hội đồng Giám mục gửi thư chúc mừng đến Tân Hồng Y. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Chân lý Á Châu, Đức Hồng Y tân cử Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhận định về vấn đề quan hệ Việt Nam và Vatican như sau. Căn cứ vào thăm trao đổi giữa hai bên và đặc biệt là sự hiện diện của đại diện của Vatican tại Hà Nội, chúng ta có thể thấy đã có những nỗ lực để giữ đối thoại hiệu quả. Cuộc đối thoại như vậy đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự chân thành. Tôi đã nhìn thấy những nỗ lực rõ ràng từ Vatican cũng như từ chính phủ Việt Nam. Hướng nhìn tích cực nhưng con đường vẫn còn dài và chúng tôi cần có thời gian. Ngày 3 tháng 2 năm 2015, đoàn đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do ông Dương Ngọc Tấn Phó trưởng ban đến thăm và chúc Tết tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Tiếp đoàn có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và nhiều linh mục của Tổng giáo phận. Nhân dịp này, phái đoàn từ chính quyền cũng gửi lời chúc mừng việc Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Hồng Y. Ngày 12 và 13 tháng 2 năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francisco tổ chức gặp gỡ với các tân Hồng Y để nhằm chia sẻ những hướng đi và trao phẩm phục cho các tân Hồng Y. Lễ nhận mũ và nhẫn Hồng Y diễn ra ngày 14 tháng 2 năm 2015. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chính thức trở thành vị Hồng Y người Việt Nam thứ 6. Sau nghi lễ vinh thăng tước vị Hồng Y, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhận lời mời của Hội thừa sai Paris và có chuyến đi đến Paris, kéo dài từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2 và chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện Epiphany của MEP vào ngày 22 tháng 2. Chiều ngày 25 tháng 2, tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, phái đoàn dẫn đầu do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Phạm Dũng đã tới chúc mừng Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã được Đức Giáo Hoàng Francisco phong tước vị Hồng Y vào ngày 14 tháng 2 tại Vatican. Đón tiếp đoàn Chính phủ Việt Nam có Đức Tổng giám mục Leopoldo Ghirelli, đặc phái viên không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam cùng một số giám mục giáo tỉnh Hà Nội và một số linh mục trong Tổng giáo phận. Cùng ngày, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến thăm và chúc mừng năm mới Tòa Tổng giám mục Hà Nội, phái đoàn cũng được Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đón tiếp trọng thể. Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa Bình. Cùng được bổ nhiệm trong dịp này có 14 tân Hồng Y khác. Bộ Truyền giáo có khoảng 30 Hồng Y và 8 giám mục thành viên nhóm đại hội 3 năm một lần. Còn Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình có khoảng 10 Hồng Y, 8 giám mục và 10 giáo dân thành viên.
nhân dịp 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, một phái đoàn đại diện Tòa Tổng Giám mục Hà Nội do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Công an Hà Nội. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng cảm ơn Công an Hà Nội đã hỗ trợ đảm bảo an ninh cho các sinh hoạt tôn giáo. Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2015, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc có chuyến công du Vatican nhằm tham gia phiên họp Đại hội Bộ Truyền giáo lần thứ 19 với tư cách thành viên. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, các thành viên Bộ Truyền giáo tiếp kiến Đức Thánh Cha. Ngày 6 tháng 12 năm 2015, lễ nhận nhà thờ tước hiệu của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn diễn ra tại nhà thờ San Tommaso Apostolo, Thánh Thomas Tông Đồ. Đây là một giáo xứ cách trung tâm Roma khoảng 30 km, thành lập khoảng năm 1975 và nhà thờ khánh thành năm 2013. Tiếp đón Đức Hồng Y Phêrô có linh mục chánh xứ Stefano Bianchini, hai linh mục phó, giáo dân và các học sinh. Đồng tế trong thánh lễ nhận nhà thờ hiệu tòa có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và khoảng 50 linh mục tu sĩ Việt Nam. Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tham dự lễ tấn phong Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn II, Tân Giám mục chính Tòa Giáo phận Vĩnh Long. Thánh lễ này do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh chủ tế. Tháng 1 năm 2016, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đồng tế với Đức Hồng Y Reinhard Mark, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đến thăm Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đồng tế trong thánh lễ còn có Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu và Đức Cha Giuse Nguyễn Năng. Ngày 1 tháng 4 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tròn 80 tuổi, do đó ngài mất đi quyền bầu chọn Đức Giáo Hoàng thông qua việc tham dự mật nghị Hồng Y. Trong kỳ hội nghị thường niên lần thứ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại Giáo phận Mỹ Tho ngày 27 tháng 9 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giáo phận Phát Diệm cùng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Các ngài đã đến viếng cố Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Tòa Thánh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vì lý do tuổi tác, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cử hành thánh lễ kỷ niệm 27 năm giám mục, đồng thời cũng là thánh lễ kết thúc sứ vụ và chia tay Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong lễ kết thúc sứ vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho biết, ngài sẽ hưu dưỡng theo năm tiêu chuẩn: khổ chế, cầu nguyện, khiêm nhường, đọc sách và tham gia một chút vào việc phục vụ. Trong buổi lễ nhận tòa Tổng Giáo phận Hà Nội của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có lời nhận xét về thời kỳ quản nhiệm của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn như sau. Trọng kính Đức Hồng Y về nhận giáo phận Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2010 trong một bối cảnh được cho rất hỗn loạn và phức tạp. Nhiều người lúc đó đã dự đoán rằng nhiệm kỳ Tổng Giám mục của Đức Hồng Y sẽ là một nhiệm kỳ có nhiều gió chướng và mây đen. Nhưng thời gian qua đi đã chứng minh rằng những nhạy cảm dần vặt ban đầu đã trôi vào dĩ vãng, dần ra nhường chỗ cho một Tổng Giáo phận Hà Nội tuy có phần tĩnh lặng nhưng mãi đến nay vẫn rất yên hàn. Sứ mệnh của Đức Hồng Y giờ đây đã hoàn tất, nhiều người nghĩ rằng sau hồi chuông mãn nhiệm hôm nay, Đức Hồng Y sẽ thở phào nhẹ nhõm. Và như Đức Cha Phó Chủ tịch Giuse Nguyễn Năng đã nói, ngài hạ cánh an toàn và lên đường trở về Đà Lạt, nơi Đức Hồng Y đã từng sống 72 năm cuộc đời với muôn vàn kỷ niệm thân thương. Đức Hồng Y không về nghỉ hưu tại Đà Lạt, Đức Hồng Y đã công khai tuyên bố ngài sẽ ở lại Hà Nội. Vậy là cuối cùng, mọi người đã khám phá được tấm lòng sâu đậm của Đức Hồng Y dành cho con cái Hà Nội. Nhận định về việc Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó, trả lời phỏng vấn của đài RFI, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt nhận định: Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là bậc đáng kính, hoàn toàn xứng đáng với nhiệm vụ Tổng Giám mục. Năm 2010, trong lễ giới thiệu tân Tổng Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn với Cộng đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội,
Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt lại một lần nữa khẳng định, được có Ngài làm phó, đó là niềm vinh dự cho cá nhân tôi. Trong lễ kết thúc sứ vụ cai quản Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Giám mục Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh đưa ra nhận định, Ngài là một vị lãnh đạo có bản lĩnh kiên trung, người thầy đức tin trung thành. Ngài đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách giản dị, âm thầm. Điều nổi nhất nơi Ngài là lòng nhân hậu. Ai ở gần Ngài đều nhận thấy nơi Ngài là người từ ái, khoan dung, không lên án những kẻ yếu đuối về thể lý cũng như tinh thần. Ngài không nỡ tắt tim đèn còn khói, bẻ gãy cây sậy đã dập. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là những khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn mà chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung, xin vui lòng cung cấp cho chúng con bằng cách comment vào phần bình luận dưới video. Xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phêrô luôn sống an vui trong tuổi già và sống trần đầy ơn Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để nhận và theo dõi các bản tin tiếp theo.